Sáng ngày 5 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội, hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội thực thi hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã được tổ chức thành công theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu ở 62 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị là diễn đàn cung cấp trao đổi thông tin chuyên sâu về tiếp cận thị trường, đánh giá các tác động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam khi thực thi hiệp định EVFTA, đưa ra định hướng về các ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường EU, thông tin về nhu cầu nhập khẩu của các nước thuộc EVFTA, định hướng hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác hiệu quả cơ hội mà hiệp định EVFTA mang lại. Hội nghị đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu đến từ cơ quan trung ương, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các sở, ban, ngành, hàng vạn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, cùng theo dõi nội dung trao đổi, thảo luận qua các kênh truyền thống đa phương tiện của Bộ Công Thương như cổng thông tin của Bộ Công Thương, YouTube, Fanpage, Zalo. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, chưa bao giờ Việt Nam có sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng và bài bản cho việc thực thi một hiệp định FTA như lần này. Chính phủ đã có kế hoạch hành động tổng thể, Bộ Công Thương cũng đã có kế hoạch chi tiết, tổ chức thường xuyên, liên tục các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tận dụng tối đa những cơ hội mà hiệp định mang lại, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam cũng như nhiều thị trường trên thế giới đang chịu tác động lớn từ dịch COVID-19. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam có thể thúc đẩy quá trình tái cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu, tái cơ cấu các chuỗi cung ứng theo định hướng đa dạng hơn, bền vững hơn.